Dạ, gửi lời chào đến tất cả các cô chú và các anh chị. Vào khung giờ 8 giờ sáng hàng ngày thì em sẽ lên video trên kênh Tusi Bình Vũ. Rất mong cô chú anh chị mình đón xem, theo dõi và ủng hộ. Và ngày mai thứ năm hàng tuần thì em sẽ nghỉ cố định một ngày trong tuần. Số điện thoại và Zalo em luôn để bên góc trái của màn hình. Cô chú anh chị mình gọi hoặc là chụp ảnh màn hình nhắn tin vào Zalo thì em sẽ trả lời khá là nhanh. Và có đôi khi thì cô chú anh chị mình gọi hoặc là nhắn tin em không có trả lời liền được thì cô chú anh chị mình thông cảm là em đang đi chạy xe ngoài đường hay gì. Em sẽ cố gắng tranh thủ trả lời sớm nhất có thể. Rất là mong sự thông cảm của cô chú anh chị. Hôm nay đầu tiên thì em giới thiệu một em màu xanh. Một em màu xanh xanh rêu mấy chị ha, xanh rêu xanh đúng đúng em này đúng xanh rêu rồi ha. Bảng dây này là hai phân da thật ha. Đeo vai mấy chị ha, em này độ mới còn cao lắm, em này khá là đẹp ha, da nó rất là dày ha, có hiệu. Gốc thì có khờn 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 gốc đây, đáy túi thì còn thẳng băng nè mấy chị ha. Đây gốc mấy chị nó có hơi rất là nhẹ luôn ha, da còn khá là đẹp, không thấy dơ luôn nha mấy chị ha, không có xước xát, không có thấy dơ. Nhăn nhăn da thì có rồi, không kêu em này thì đơn giản thôi mấy chị, độ mới được ha, cái độ bóng da thì không không nhiều đó, cái nó dày da thôi, còn độ bóng thì thấy không có bóng lắm ha. Có một nhăn nè phía trước này, lót ở trong là màu, cái vải nó đẹp lắm anh chị, nó ánh ánh như vậy nè ha, cái vải nó sạch sẽ mà nó là sao mình xem qua xem lại, cái nó đổi màu nó đẹp lắm. Khóa thì in hiệu hết nè mấy chị ha. Rồi đây là có cái miếng test da này ha, hiệu của nó đây là mấy chị. Em này hình anh này của Ý mấy chị ha. Đây. Của Ý. Rồi bên trong nè, có hai cái này là có hai đầu khóa nè mấy anh chị ha, đầu khóa là in hiệu hết là đồng bộ hết, khóa rất là đẹp. Rồi đây mấy anh chị, trời ơi, lót sạch lắm. Lót cũng là màu rêu luôn ha, cái vải nó lạ lắm, không có dơ nha. Nó mình đưa nè cảm thấy nó cứ ánh 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 vậy nè ha. Giải lót rất là đẹp, đây hiệu rõ này mấy chị ha, không thấy mắc in nha. Đó giải này thì giống như giải giải dù vậy thôi mấy chị ha, đó mà nó sạch sẽ như vậy nè, rất là sạch luôn. Một khóa kéo nhẹ mấy chị ha, không có ngăn nào hết á, nó rộng phơm đây đó, nó rộng nhưng không cũng không có lỗi không rồi không có một cái vết dơ nào luôn nha mấy chị ha, có một ngăn thôi nhưng mà khá là to. Size này là size trung mấy chị ha. Size này nè mấy chị, cao là 26, ngang là 31, đáy 8 phân. Em bán là 370k, mã 261 mấy chị. 370k, mã 261. Cái màu trên hình đó mấy chị, nó xanh hơn ha. Ở ngoài nó sẽ sậm màu hơn. Một em màu xanh lá mấy chị, xanh lá đậm ha. Bảng dây là hai phân, dây này là mình đeo đeo chéo anh chị ha, dây khá là dài, khoen khóa còn khá là đẹp luôn, sáng trưng luôn ha. Đây còn cái phần xích này anh chị, nó to đùng mà nó còn rất là đẹp ha, còn khoen khóa em này rất là đẹp luôn, hiệu của Mỹ. Dây kéo đầu đây người ta cũng in dập hiệu trên đây, trên cái đầu khóa. Da thì là hai cái bảng da, một cái trên này là cái bảng da khác nè, ở đây là cái da khác nữa nè, như này là da bò hạt, ở trên người ta có dập. Em này thì độ mới cao mấy anh chị ha, gốc là không thấy trợt khờn rồi nè, gốc bên đây là rồi, phần đãi này cũng sạch, bên đây là không có khờn gốc luôn, em này rất là mới mấy anh chị, rất là đẹp, lót vải đỏ nè. Rồi bên đây là có một cái ngăn đây, vải vải màu đỏ ha, bên trong có một, bên đây có một khóa nữa nè mấy anh chị, để coi vải gì đi, vải sọc màu đỏ, em này khá đẹp. Khóa kéo thì ngon lành đó, một khóa kéo miệng, khóa kéo đồng bộ hết rồi nè, in hiệu hãng hết. Bên trong đây, bên trong là có một khóa kéo nè, khóa kéo ngon lành đó chị ha, một ngăn đây, một ngăn. Rồi đây là cái logo hiệu mà khó nhìn lắm, rồi cái chỗ này nó có dơ nha mấy chị ha, cái phần túi này nó dơ một đốm này ha đó. Bên đây một đốm này ha, rồi cái phần miệng thì sạch, phần miệng rất là sạch, em này bề ngoài thì lại rất là mới mấy anh chị ha, da da rất là đẹp luôn, không có bị cấn, không có bị trầy xước gì luôn á, rất là đẹp luôn, bên trong thì bị dơ ha. Khoen khóa thì rất là đẹp luôn. Khóa nó đây nè mấy chị ha. Đây. Khóa rất là đẹp. Size này là cao 19, ngang 29, miệng
Ủa, à 19 ngang 29 mấy anh chị, đáy 3 phân rưỡi. Em bán 350k, mã 207, 267 mấy chị. 350k, mã 267 ha. Màu xanh. Em màu đen. Màu đen, cái da này nè mấy chị, nó to, ý nó dày dữ dằn lắm ha. Sớ rất là to, sớ sớ da này ha. Rồi da nó dày khủng khiếp lắm kìa. Rồi cái đáy thì còn đẹp lắm này ha, thẳng gốc đáy này ha. Đáy có gốc có mày mòn da mấy anh chị ha. Đây khờn khờn da này. Đây nè ha, khờn bốn góc ha. Rồi, ngoài ra trên này thì không thấy vấn đề rồi nè. Trên này da nó dày. Rồi, bề mặt hai bên là không thấy vấn đề. Rồi, bên hông cũng vậy mấy anh chị, nó chỉ đùng đùng nhăn nhăn da vậy thôi chứ nó không có bị gì hết trơn ha. Dây cầm thì rất là to luôn, em này là đeo vai ha. Size này là cũng là size trung mấy anh chị ha. Hai ngăn là hai hai mặt là không có ngăn mấy chị, kiểu này thì khá đơn giản. À hai cái nút khít miệng thôi, không có khóa kéo nha. Bên trong này mấy anh chị, bên trong thì rất là rộng ha, lót vải màu riêu rộng lắm luôn, có một khóa kéo nè, khóa kéo phụ này cũng rộng nè. Trong là này màu đen, này màu cái vải trong phần rờ dây kéo này là màu đen, vải mỏng mỏng thôi. Rồi nó có một vài vết vết dơ đây nè mấy anh chị ha, ít thôi. Rồi bên đây thì rất là sạch nè ha, cái phần lót lót thì lại rất là đẹp mấy anh chị, vải nó còn đẹp lắm, dày cui hả, vải cũng còn không có bị nhèo ha. Em này còn tương đối lắm luôn. Rồi cái kiểu nó là em thắt lại vậy thôi, đây nó có cái nút vậy ha, rồi mình gài cái miệng nó lại vậy thôi, miệng nó khít vậy thôi nhưng mà không có khóa kéo thôi ha. Da gì kiểu thì đơn giản. Size là cao là 28, ngang 24, đáy 17 đó chị ha. Rồi em bán 300k, mã 26 anh lợm chị. 300k, mã 26 anh lợm. Một em màu xanh đen mấy chị ha. Em này thì kiểu thì đơn giản nhưng mà nhìn khoen khóa còn đẹp quá. Rồi, em này dây là đeo chéo nha mấy chị. Dây khá là dài. Khoen khóa thì còn sáng trưng luôn nè ha. Rất là đẹp luôn. Đây, cái đầu dây này người ta làm đẹp ghê không? Và khoen khóa thì đây, có in hiệu trên đây, dập hiệu trên đây nè ha. Nó dài vậy nè. Da thì đem coi coi còn đẹp không? Cái màu thì nó rất là đẹp rồi đó. Nhưng mà cái độ bóng da này em thấy hình như nó hơi ít, nó không có bộ bóng nhiều ha. Rồi em thấy rất là đẹp mấy anh chị, mày mòn gốc ít lắm luôn, rất là nhẹ. À cái dây đó không được đẹp nha mấy anh chị, đây cái dây nè nó có tróc cái phần viền á đó. Đó cái phần viền người ta làm là đó, nó có bị tróc tróc này chỗ này, nhìn là em mới nhìn lại em mới thấy thôi, em phát hiện hai bên luôn ha. Đó đường viền bị cái dây bị xấu hơn so với lại cái thân túi mấy chị ha. Rồi em này của anh mấy chị, đây hiệu của nó đi. Mặt trước là có hai khóa kéo nè, ồ khá ngon lành. Ở trong lót vải màu đen, vải sọc sọc màu đen, khóa ngon lắm. Có một khóa kéo miệng nè, kiểu thì đơn giản ha. Đây bên trong có cái miếng da kim loại da hiệu ha. Rồi một khóa kéo nè, khóa kéo nhỏ thôi. Lót cũng sạch sẽ nè. Bên đây là có hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ. Cái phần trên này là miếng da nó có mày mòn da, cái phần viền á mấy chị ha, sạch nha. Để em coi giải coi, giải thì nó có trầy sự có đổ lông chút xíu nên chị có ít lắm nha ha, rộng không sạch lắm anh chị ha. Đó ngoài trời em thấy một vài cái chỗ này là tư tư chỉ đây nè ha, khóa thì ngon quá trời rồi đó, khóa đồng bộ. Khóa nó nhẹ lắm, khóa nó đã ghê luôn á. Rồi sao em này, túi này hình như nam xài vẫn được mấy chị, nam nữ đều xài được nè. Cái dây nó hơi cũng to to, dây này là bản khoảng 2 phân rưỡi, cao là 29, ngang là 31. Em bán là 320k, mã 26 mấy chị ha. 320k, mã 26. Một em màu nâu, em này của Mỹ mấy chị ha. Hiệu này cũng cũng có hoài nè ha. Cái dây của nó như đây, dây da mềm mềm rồi ta vấn bính lại vậy thôi ha, một cũng hơi to chỗ này ha, size vừa. Khoen khóa thì này, hiệu này nè mấy anh chị, nó có hoài nè ha. Đó, được cái phần khoen khoen kim loại nó rất là sáng luôn, cái chữ B. Em này đeo vai mấy anh chị ha, màu là nâu đen, nâu sô cô la luôn ha, kiểu thì khá là hay luôn. Đây cái da mấy anh chị cứng lắm, dày lắm, em này da rất là dày luôn, thấy người ta vơ làm như vậy là ship ship là hay quá. Độ mới cao mấy anh chị ha,
có trầy ngay chỗ cái phần đáy này ha, còn gốc á, thì mình lại không có thấy trầy khờm, gốc còn rất là đẹp luôn. Cấn dưới phần đáy túi thì có bị cấn phơm, khoen khóa thì còn đẹp rồi, có một cái vết gì đen đen đây. Rồi cái đây có một cái túi mà người ta để cái da mộc, người ta chỉ cắt cái miếng da nó dày như vậy này ha. Ở phần da thì em này đẹp anh chị ha, kiểu đơn giản, có hai bên hai ngăn, hai cái hộp bên hông này ha. Đó, dày, cái da nó dày lắm luôn, không có nút, không có khóa kéo. Rồi bên trong đây mấy chị, em này thì đơn cũng là đơn giản thôi, chỉ là có một cái nút hít miệng lại như vậy thôi, mà cái nút mới hít của dưới này chứ, à nó vậy thôi ha. Đó, mà cái nút hít nó rất là nhạy mấy chị, nó to đùng mà ha. Lót dày thì mình hay gặp nè, lót giải beo một khóa nhỏ nè, một ngăn nhỏ, một ngăn là nữa đây hiệu ha. Rồi phần giải nó đây mấy anh chị ha, sạch sẽ. Em này là giải thì không đổ lông luôn mấy anh chị, rất là sạch bên trong ha. Rồi người ta cái phần miệng túi cũng rất là đẹp mấy anh chị, da dày nhưng mà là dòng da mềm. Rồi chỉ là cái đậy là vậy thôi, mấy cái nút hít ngay chỗ này thôi ha mấy anh chị ha. Đó, độ mới cao mấy anh chị ha, cao là 23, ngang 29, đáy 12. Em bán 330k mã 260. 330k mã 260. Một em trống Valentino mấy chị. Size này là size cỡ nhỏ nhỏ thôi mấy chị. Size nó là ngang 28 ha. Ngang 28 thôi. À, cái phần này nè, đẹp còn đẹp, không có vấn đề gì rồi ha. Viền gốc, cái phần viền thì có trầy khờn thôi mấy anh chị. Da, cái phần viền là da ha, còn cái phần này là giống như là cái của cái hiệu này đó, đó kêu bằng cái gì quên nữa rồi. Đây. Đó, cái phần này không có vấn đề mấy anh chị ha. Cái phần cái dây thì là xấu, cái phen khóa thì lại nhìn nó cũ cũ nữa mấy chị ha, nó đen đen cũ cũ. Rồi cái dây cầm nó có bị tróc tróc nè. Đây. Đó, dây cầm không được đẹp ha. Có cái lỗi ngay chỗ này ha. Rồi cái chỗ này là mình có thể có ổ khóa, mình ấy khóa là được nè ha. Người ta làm nè, đây phen khóa thì có logo của hiệu nè, đây có cái logo, dập cái logo này ha. Đây mấy chị, nó có vài đen đen gì nó này ha, nhưng mà nó rất là cứng, cứng khừ luôn ha, không có ngăn ngoài gì hết, có một cái ngăn cái khóa kéo thôi. Đây mấy chị, bên trong á là người ta không có lót gì luôn ha, nó cũng không có ngăn gì luôn. Là cái phần này là giải của nó nè ha, cái này là giải thôi, rồi người ta sẽ phủ lên một cái lớp gì giống như nhựa hay gì đó mấy anh chị ha, nó bóng mà nó rất là bền luôn. Đó, đây cái giải của nó là vậy nè mấy anh chị, cái màu nâu vậy nè ha, nó dày đó mấy anh chị thấy, giải mà nó phơm nó như vậy nè ha. Đó, nó khá là dày, em này xài thì bền rồi ha. Đây hiểu nè mấy anh chị ha, Valentino không có ngăn gì hết luôn, phá thì cũng ngon, phá thì cái màu nó là dân gì nè mấy anh chị ha. Đó, nhìn nó cổ cổ mà em này dòng cổ rồi, không có dây đeo mấy chị ha, xách về thôi. Cao là 22, ngang là 28, đáy là 17. Em bán 400k mã 26D mấy chị ha, 400k mã 26D. Một em Valentino của Ý ha, một em màu đỏ mấy chị ha. Đây hiệu của nó đây, cái này mà em cũng quên tra là cái gì nữa rồi đây nè, bây giờ mới thấy mấy chị. Da ha, da thật ha, mà em này da nó nhẹ nhàng mấy chị ha, nó không có, nó dày nhưng mà nó không có chắc lắm đâu, nó dày nhưng mà mình cầm cái túi mình không có cảm thấy là nó nặng trịch cái túi. Độ mới thì còn 80% thôi mấy anh chị, có giống như cái này là cái đường đắp của cái túi đấy ha, có hiệu mà để coi là bên trong đi, không nhớ mấy chị. Rồi góc thì có khờn nè, khờn đậm đậm màu nè mấy chị ha, sậm sậm màu xuống này ha, nhưng mà nó có cái đường viền cái này thì cái túi cái sẽ không có bị trầy cái góc này. Đây, trầy cái đường viền này ha. Rồi có vài chỗ dơ mấy chị đây ha. Đây, sẫm sẫm màu vậy nè. Đó. Rồi tay cầm. Tay cầm thì mộc mà người ta không có nẹp da, nẹp nè mấy chị ha, để cái da mộc luôn ha. Da là da thật chắc ăn rồi đó. Bên trong là có một khóa giữa và hai ngăn rộng. Bên trong lại đẹp quá. Bên trong lót đẹp lắm. Màu giải phi màu gì, màu xám mấy chị ha. Cái giải nó bóng ánh bóng quá thì nhìn nó đã, trời nó dày dữ dằn, phi này dày lắm anh chị ha. Ngăn bên này là không có ngăn nhỏ rồi ha. Rồi bên đây
Đây là có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Có miếng cái túi giống như cái bằng da này ha, da màu đỏ. Ở trong người ta lại có bọc luôn. Da này là không có để mọc mà người ta có bọc một lớp dù luôn ha. Cái này cái gì đây? À cái này cái chỗ cái móc. Rồi có một khóa giữa nè. Không, ở trong là không có để hiệu. À đây có đây, ngăn giữa có đây mấy chị ha. Đây, nó khó nhìn mấy chị, cái chữ đó hơi bị lạng lạng khó nhìn lắm. Đây, lót thì sạch nha. Rất là sạch luôn. Và dãy rất là dày luôn mấy anh chị ha, dãy cực sang luôn. Cái màu này lên đẹp quá. Đây, rồi bên đây cũng vậy nha mấy anh chị, dãy không đổ lông nha. Rồi phần lót còn khá là mới luôn. Rất là mới luôn nha. Có một khóa chứ. À, đây cũng có một khóa này ha, khóa cũng là cái miếng da đỏ đỏ này ha. Rồi sạch hết trơn luôn. Em rất là nè, một ngăn giữa ha. Hai ngăn bên đây cũng rất là rộng luôn mấy anh chị ha. Rồi, khóa kéo nè. Hai cái bên đây là hít mấy chị ha. Mà cái nút hít này nó nhỏ nhỏ thôi. Cái độ hít đó, nó em thấy nó hơi bị yếu. À, nó không có hít mạnh như cái túi vừa rồi. Cái nút hít nó đã lắm ha. Em này thì vừa vừa thôi. Không có dây đeo mấy chị ha. Size này mấy chị cao là 22, ngang là 31, đáy 12. Em bán 330k, mã 266. 330k, mã 266 ha. Em màu đỏ. Một em màu nâu. Dập vân điểu anh chị ha, da là da thật. Độ mới thì đem xem đi ha, khoen khỏa màu vàng lắm nè ha. Màu vàng ánh luôn ha. Góc có khờn góc thôi, màu sậm sậm thôi mấy chị ha. Cái này thì màu nhạt hơn, da màu nhạt hơn. Nhưng mà còn đẹp lắm nha. Đều hết trơn mấy chị, cái màu của nó không có bị xấu nha, đều màu hết trơn luôn vậy đó. Màu này là màu cà phê, nâu cà phê mấy chị. Khoen khóa thì còn rất là đẹp rồi ha. Dây cầm là màu nhạt hơn, cũng tròn. Da này da thật luôn rồi nè. Chắc ăn là da thật rồi nè. Nhìn cái bản này là em biết da thật rồi. Không có ngăn. À, em cái túi này thì là mini du lịch mini á anh chị ha. Cái này mình đựng cũng được 4 bộ đồ rồi ha. Rồi để mình coi lại bên trong đi. Bên hông thì có cái này là nút hít mấy chị ha. Cái ngăn ở trong là lót. Cái này là giải rồi nè ha. Nút bấm chứ. Hai bên ha, nút bấm. Kiểu là cái khóa thôi. Rồi bên trong đây. Giải màu nâu rồi ha, giải màu nâu. Cái hiệu này cái gì được mát gì nữa mà chị? Mát gì nè. Một khóa kéo nè. Giải mỏng mỏng mấy chị. Sạch. Trước tiên là thấy sạch rồi nè. Rất là sạch rồi nè. Một ngăn, hai ngăn ha. Rồi, nó vậy thôi. Hai ngăn. Khóa kéo thì mấy đầu khóa? À, một đầu khóa thôi. Khóa nó vàng vậy nè ha. Rất là sạch luôn mấy anh chị. À, 4-5 bộ đồ mấy anh chị ha. Đó, bộ rộng đó. Size này đây mấy anh chị. Cao là 29, ngang là 40, đáy 12,5. Em bán 380k, mã 26A ha. 380k, mã 26A. Rồi, một em đẹp lắm. Này là bằng cái gì vậy? Em không biết mấy chị ơi. Nó bằng giống như bằng nhựa, bằng gì vậy đó ha. Không biết, không phải da rồi ha. Rồi, khóa là IKK nè, khóa màu trắng IKK. Em này hình như là hàng Nhật. Đúng rồi mấy anh chị, hàng Nhật ha. Hiệu của Nhật. À, mới ken luôn ha. Kiểu rất là dễ thương luôn. Đây, kiểu nó vậy nè, nó tròn cái phần hông vậy nè ha. Đó, cái đáy nó cũng tròn dình vậy luôn nè mấy chị, nó không có cái đáy luôn ha, nó tròn. Đó, kiểu thì rất là đẹp rồi, nó mới ken luôn mấy chị ha. À, nhẹ thì em này đựng đồ khá là nhiều. Rồi để mình coi bên trong đi ha. Rồi, kiểu nó đơn giản vậy thôi mấy chị. Đây, cái hình trái tim. À, có dòng chữ đây, chữ này mấy chị ha, chữ Nhật hay gì nè. Rồi cái gì mà sama gì đó, đâu rồi? Thấy nãy mới ra mất tiêu rồi. Gì nè chị, sama gì đó, không nhìn không khó, chữ nó hơi bị khó nhìn. Dây thì mình không có dây đeo, nó chị mình chỉ sắp về thôi ha. Dây là bản 2,5 mà nó đẹp lắm mấy anh chị ha. Nó không có phải là nó mỏng ten nha ha, nó vừa thôi. Đó, mà nó nhìn nó cái này nè, nó đã. Một khóa kéo miệng nè. Khóa này nó cũng sâu được tới đây nè, cái miệng nó sẽ rộng mấy anh chị. Em này là xài cũng bền lắm anh chị ha. Tuy rằng nó là vải thôi.
nó vải hoặc à nó vải thôi mấy chị, vải nha ha, vải rồi ở ngoài đây là người ta có phủ một cái lớp nhựa, lớp bóng gì đó mấy chị ha, hoặc là lớp hồ, ý là em diễn thật chứ thật ra em không biết nó là gì, nhưng mà đó mình nhìn bên trong nè là vải giống như vải bố hả, mà ở đây là mình rờ nó sẽ nhẵn tay lắm, nó láng tay lắm đó, người ta phủ một cái lớp gì đó, em nghĩ cái này nó sẽ rất là bền luôn, mà em này là như mới ha. Ủa cái này là gì? À có một cái túi vậy mấy anh chị ha. Này, không có ngăn gì nữa hết á. Ở trong là sạch sẽ, không có một vết dơ mấy anh chị ha. Không có gì luôn, sạch. Nó nhẹ nhàng à. Mà đựng cái này thì 5-6 bộ đồ được mấy chị, rất là rộng. 5-6 bộ đồ. Phát kéo thì ngon lành là phát cái Ikaka. Đẹp. Em này thì dĩ nhiên là mấy chị xài rồi ha. Phơm này giống như cái phơm trống. Size em này nè mấy chị, cao là 22, ngang là 45. Em bán 370k, mã 26mm. 370k, mã 26mm. Em này là nó mỏng mỏng thôi nha mấy chị ha. Nó rất là nhẹ cái túi thôi, nhưng mà độ mới nó cao. Rồi nó để nó rất là đẹp, nó cũng bền lắm. Một em này của Ý mấy chị ha. Gam màu nó đẹp quá trời, cách phối người ta đẹp quá trời luôn ha. Nhìn nó gam tối thôi, đen. À, phối bò, nâu, hiệu. Đây mấy anh chị, là đâu cái gì đây nè, nhưng mà là của Ý mấy anh chị ha. Đây da trời, da dày khủng khiếp luôn mấy anh chị ha. Em này là đeo vai, da dày lắm, mà cái này nè em cảm giác nó dày hơn cái dây của bạn bán dây đeo khoan khóa thì còn rất là đẹp. Em này độ mới còn cao lắm mấy anh chị, da nó còn rất là đẹp, nó thẳng da đẹp lắm. Này có nhăn da thôi, nhưng mà cái như mặt này em thấy không đẹp bằng ha. Cái mặt trước đẹp quá trời luôn mấy chị ha, da nó thẳng thớm đẹp ghê luôn ha. Nâu này nâu đậm này ha, người ta phối mấy màu lận này, nhạt nè, bên đây đậm hơn tí, rồi mới tới cái này là nâu đen rồi đen. Rồi ở phần dưới này nè mấy chị, nó có bị da nó có nhăn hơi nhiều này ha, cái phơm á nó bị cứng rồi nhiều, nó nhăn này ha. Rồi gốc thì có mày mòn ít, màu nó có bị nhạt thôi này ha, nó dày lắm này, thành ra cái gốc này mấy chị nó chỉ mài mòn cái màu á, bên đây thì lại đỡ không thấy. Rồi mặt sau nè, mặt sau là có mộ khóa nè, mộ khóa là cái da mà ấy, cái miếng kim loại như vậy cui luôn ha, lót vải in hiệu hãng đó chị. Khóa kéo thì ngon lành rồi ha. Mặt trước nè có một ngăn nữa nút hít. Rồi bên trong là một khóa kéo, hai ngăn. Đây cái ngăn này là ngăn giữa này ha, ngăn khóa kéo. Thì ở trong nó có một cái ngăn nữa, có một cái khóa kéo nữa ha mấy chị ha. Rồi nguyên cái chỗ này là da nè mấy chị ha, để thẻ đó, 8 cái ngăn ha. Hiệu đây mấy chị ha, hiệu kim loại màu vàng, đẹp rất là đẹp. Italy rồi ở dưới cái tên là vậy, ở dưới là có dòng chữ Italy gì đó mấy chị. À đây, cái chữ là ghi là Genio Italia Leather. Ở cái dòng trên này nè, đó ghi là ôi lót đẹp lắm mấy anh chị, lót thì dễ giống như dễ dù hay gì ta, cái gì không phải dễ dù, nó mịn tay lắm, nó không có cái, nó không có gì sọc sẹt cái dễ dù, nó dễ bóng gì mới đẹp lắm. Rồi rất là sạch ha. Đây rồi bên đây là có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ ha. Đây phần dễ nữa nè, rất là sen. Là cái ngăn này là khóa kéo á mấy chị, một ngăn bên đây nữa ha, một ngăn nữa bên đây. Ôi nó sạch sẽ mấy anh chị. Rồi cái phần miệng túi thì cũng làm rất là đẹp luôn rồi ha, nó rất là đẹp, nó rất sắc sảo rồi, không có bị tư cái gì, không có một cái gì luôn. Em này rất là hoàn hảo luôn mấy anh chị ha, ngoại trừ cái phần này ha, ngoài chỗ cổ da này nè, em nó cũng bị nhăn đùng đùng ở chỗ này, hơi bị nhiều nha mấy anh chị. Đây chỗ này là giống như là lỗi rồi nha đó, nó thùng ở chỗ da này. Ở bên đây thì cũng rất mà nó dày lắm. Đây, nguyên một cái miếng vậy nè mấy chị ha, rất về lại cái lớp lót thôi mà mình đã, em cầm nó một khúc luôn đây, cái da người ta bẻ vô nè, rất là dày luôn, mà cái gam màu nó đẹp quá, trời ơi đẹp sang quá, khoan khoái còn đẹp lắm anh chị, vàng ánh à. Cao là 21, ngang là 30, đáy 9,5 phân, em bán 400k, mã 268 anh chị ha, mã 268 400k ha. Em ba mẫu. Một em cũng màu nâu nữa ha. Nâu này là nâu đất mấy chị ha. Dây là ngắn thôi. Dây này đeo vai mấy chị ha. Cái phơm này nó giống như phơm trống.
à, có cái miếng điểm vai đây, mình để cho để lui được này ha. Khoen khóa thì à, đồng giả cổ mấy chị ha, nó dày cui luôn, nó chắc dữ dằn luôn á, nó chắc tay lắm. Rồi bản da em này đây, da dày da mềm em này, cái gốc đái rồi á thì nè, cấn phơm nhiều nè mấy chị ha, cấn kiện nè ha, đó, nó dày đó, nhưng mà cái gốc có lại được đó mấy chị, đây mấy gốc này nè lại được đó, không có mày mòn gì nhiều nha. Rồi điều điều hết, cái màu nó không có bị loang lỗ gì hết, nó rất là đều luôn, nên mà độ bóng da này không có mấy chị ha. Em này dùng da lì hay sao mấy chị, nó không có bóng, cái lì lì da nha, không có nhăn. Chị có hai bên hông này, có hai cái học này ha, ở trong lót vải màu xanh xanh dương đó, hai ngăn nhỏ bên này thôi. Cái này là bản dây này là hai phân, thì thêm một cái miếng điểm vai nữa ha, này đeo vai cũng cưng đó chị ha. Cái size nhưng mà size này là cũng trung thôi chứ không phải là nhỏ. Em này cũng có hiệu nè mấy anh chị, mà cũng không biết của ai thôi, ở ngoài thì không thấy ha. Đây giải lót ở đây mấy anh chị, giải kaki dày lắm, giải kaki có cái hình gì ha, màu xanh dương, lót giải thì khá là đẹp, giải dày có đổ lông mà ít, nhưng mà nhìn nó không có bị dơ mấy chị, nhìn nó không có, nhìn nó cũng tươm tất lắm nha ha. Đó, đó có đổ lông ha, có một khóa kéo nè, giải rất là dày. Rồi nói chung thằng lót nó nhìn đẹp mấy chị ha, nhìn nó sạch sẽ, nhìn nó tươm tất, nhìn cái màu, cái miệng nó thì nó nhỏ nhỏ thôi chị hai ha, nó rộng cái đái thôi đó, sao nó vậy đây mấy chị. À, sách mình bỏ đồ đó nó sẽ thủng thủng xuống vậy nè, sẽ đây ha, nó hay mấy chị ha. Size này nè mấy chị, cao là 21, ngang là 28, đáy 10 phân. Em bán 300k, mã 269 mấy chị ha, 269. Này, da dày lắm nha ha, da này em này xài cũng bền lắm mấy chị. Một em vải thôi, à, vải giống như jean mấy chị ha. Cái dây này là dây mộc mấy chị đây. Cái da mặt, một mặt là dày ha, bên đây là giả mộc nè, cái phần da nè. À, dây này khá là dài, dây này đeo chéo thôi, dài lắm anh chị. À, cái phần này thì mình có thể cắt, tại vì người ta không có làm cái gì hết trơn, để cái da mọc luôn, mình không xài nữa thì mình cắt bớt thôi. Dây này em thấy nó hơi bị dài, 1,5 phân, bản dây 1,5 phân anh chị ha. Dây là của nó luôn rồi nè ha, mà người ta phối hai bản da khác nhau, đây với lại đây là nó khác nhau. Da là da thật anh chị ha. Rồi vải giống y dày, y như vải riêng vậy đó. Rồi bữa đó coi góc đái đi. Rồi cái phần này à, trước tiên là cái phần này với lại cái phần này, đái với thân túi thì em không thấy nó khác nhau, nó không có bị dơ á mấy chị ha. Cái màu nó rất là đều màu. Đây bên hông là có hai cái túi vậy này ha, à là nút hít mấy chị ha. Nè dày lắm. À giải trong là giải lót màu vàng, không có ngang ngoài ha. Đó hai bên là như vậy. Rồi ở đây là có một cái dơ này mấy chị, đậm đậm chỗ này thôi, chỉ có một vết đó thôi, còn tất cả là nó đều màu hết bên trong. À ở đây nó có cái này nè mấy chị, cái hình trái tim, cái bản da đây khá là đẹp, in hiệu này ha. Đây bên trong lót đẹp lắm, in hiệu hãng, giải đẹp mấy chị, giải dù, hiệu của nó đây mấy chị, cái gì Vivaju gì mấy chị, đây Vivaju, một ngăn ở bên đây, có một ngăn lớn một ngăn nhỏ này ha, không có phát kéo thôi. Giải thì rất là đẹp, cái phần đáy túi này người ta điểm khá là dày, cứng cái đáy túi này ha, đây cái đường này ha. Rồi sạch bóng luôn mấy chị, em này rất là sạch luôn nha, nhìn nó rất là đẹp luôn, cái phần lót in hiệu hãng ha. Nhìn em này thì nhìn bụi bụi, cái màu gam tối nha mấy chị, thấy thực ra là nó không có bị dơ nha ha, cái da nó tối tối vậy đó, nó cũng y ở ngoài với hình giống nhau mấy chị ha, nhìn cái này nó cũng duyên quá nè mấy chị ha. Nó đi cái tông màu đẹp chứ. Cao là 15, ngang là 29, đáy 11. Em bán 280k, mã 26 ơ mấy anh chị. 280k, mã 26 ơ. Em này của Nhật mấy anh chị. Rồi, cái hiệu này là của Nhật. Đây, cái túi này là giải thôi nha mấy anh chị ha. Đó, nhưng mà nó vẫn rất là cứng cáp cái túi. Nó chắc cái túi. Một em da thật màu đen. Em này kiểu cũng cưng. À, size này size dễ thương mấy chị ha. À, hai dây, một dây này là mình xách tay, một dây mình đeo vai đeo chéo ha. Bản dây này là 1 phân hơn,
Phen phá thì riêng rồi này ha, đồng bộ hết rồi nè, em thấy đồng bộ. À đây nó có hai cái chữ này để mấy chị ha, mà để coi bên trong nó là cái gì đây, cái hiệu gì đây. Da này là dòng da mềm mấy chị ha, da mềm. Rồi gốc thì có khờn khờn gốc nè, rất là ít cứng cứng đáy, đáy tướng có bị cứng thôi ha. Rồi bảng da thì em thấy lại còn được, xước sát lại rất là ít luôn, rất là ít luôn mấy chị ha. Độn nó hơi bị quá nè, da đẹp lắm. Rồi kiểu của em này nè ha, khoan khóa là nó về đây nó vàng đồng rồi mấy chị ha, rất là đẹp luôn. Hai khóa kéo miệng, bỏ cái dây này ra thì có bộ đẹp nè. Rồi bên trong này ha, rồi bên trong nó đẹp mấy chị. Trời ơi, đã, túi này đã lắm mấy chị. Đây nó có cái dây này ha, cái dây này là giống như dây dù, mỏng mảnh mảnh thôi. Khoan khóa là nguyên zin hết đó mấy chị nè, nó rất là giống nhau luôn. Dây là bản, dây này là nguyên zin tất cả luôn. Đây là cái ngăn giữa, à, có một khóa kéo nè. Khóa kéo nè mấy chị, cái màu của nó cũng đi tông với lại cái phần lót này, rất là đẹp luôn. Khóa kéo ngon lắm. Cái phần giải này là giải giống như giải dù, in họa tiết gì nè, mà không biết là cái gì đây, đó rất là đẹp luôn. Nó bên đây là một ngăn nè, hai ngăn này ha, là cái này là cái ngăn giữa. Rồi ngay chỗ này nè mấy chị, là người ta làm ba cái nút bấm lại, ba nút luôn ha. Rồi đây ba nút cái trịch vậy ha. Rồi hai khóa kéo nữa, bên đây thì chỉ là hai khóa kéo thôi, không có ngăn, không có ngăn nhỏ nào nữa hết á. Em này sạch lắm mấy anh chị, không có một vết luôn nha, không có một vết dơ luôn. Đây rất là sạch luôn cái phần miệng nè. Rồi khoan khóa thì đồng bộ tất cả luôn nè, khóa kéo ngon lành lắm, da đẹp mấy anh chị ha. Bản da vừa đẹp mà vừa độ bóng cũng còn rồi, ngon lành lắm ha. Dây nè, dây rất là dễ cưng luôn nha. Đây bỏ cái dây đó ra thì nó cưng vậy nè ha, xách xách đeo vai vậy nè, xách thôi. Này đeo vai hơi bị ngắn, em này là không có điểm trừ, tốt hết nha. Ok hết. Cao 19 ngang 24 đã 6 phân. Em bán 320k mã 26F nha anh chị ha. 320k mã 26F ha. Một em màu nâu nữa mấy anh chị. Nâu này nâu đậm luôn á, nâu đen luôn ha. Ồ da em này dày dày khiếp lắm. Rồi cái dây này là dây liền rồi mấy anh chị ha. Bản dây là 3 phân, dây rất là dày luôn mấy anh chị ha. À nó cũng chính giữa nó nhỏ lại nè mấy anh chị, trên đây nó 2 phân thôi, ở dưới đây là 3 phân. Đeo chéo nha mấy anh chị, dây dài lắm ha. Rồi nó rất là chắc chắn mấy anh chị ha. Kiểu của em này, da đây có bị cứng da mấy anh chị ha. Đây có một cái vết này ha, cứng da, xước sát da cũng có luôn, mà nó dày lắm luôn, nó chắc cũng không có xi nhê gì nó đâu. Rồi mặt trước đây, khoan khóa thì nó không được đẹp mấy anh chị. Khoan khóa thì có trầy khờn này ha, có không được, không đẹp luôn ha. Không rỉ sét nhưng mà có trầy khờn, nó bị nhiều á. Đó. Không còn màu đẹp nữa. Đây có hiệu đây nè mấy anh chị ha. Xước sát da hơi bị nhiều. Đây nhất là cái nắp này ha. Đó có nhiều lần là ha. Đốt đáy đây nè mấy anh chị ha. Đáy túi thì cũng không có lấy khờn nhiều. Đây bên hông ha. Rồi em này da ngoài xước sát ra em thấy nó cũng thương, mọi thứ nó cũng còn được lắm. Tại nó dày lắm mà. Rồi con chỗ này cũng có trầy khờn này ha. Khen khóa thì không đẹp rồi nè. Đây nè ha. Cái này thật ra cũng chưa có chùi nè mấy anh chị. Đó. Cái này chùi nó sẽ vàng, nó sẽ đe sáng lại. Rồi. Mặt sau thì không có ngăn. Mặt trước nè mấy anh chị. Cái này là cái nắp ha. Cái nắp túi. Rồi đây. Cái phần nắp túi nè mấy anh chị ha. Nó có một cái ngăn ở đây nữa nè. Là khóa kéo nè. Lót giải màu nâu. Giải kaki ha. Đó. Đây có cái này ha. Rồi mở cái nắp ra. Một ngăn nữa nè. Một ngăn, cái đường này, cái chỗ này nó có một cái đường gì nè, đen sậm màu này ha, là cái ngăn này bên trong đây. Rồi một ngăn lớn này mấy anh chị, giải nó không đẹp nha mấy anh chị, nhất là cái phần miệng này. Đây cái phần miệng này nó không đẹp luôn nha ha, nó có giống như cái giải nó có tư 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 ấy mà chị ha, nó không có đều á, nó có bị cũ á nha. Giải thì rất là dày luôn á, kaki này rất là dày. Có một khóa kéo nè, quá thì ngon lành. Cái giải lót này rất là dày. Đây thì nó được rộng rãi vậy mấy chị, nó không có dơ nha ha, nhưng mà nhìn thấy nó cũ thôi. Ủa, nhưng mà da rất là xịn, da nặng trịch cái túi rồi mấy chị. Độ bóng da cũng còn đẹp, xài thì rất là bền rồi đó ha. Độ mới không cao mấy chị ha. Độ mới em này thì em cho là nó 75% thôi ha. Cao là 19, ngang miệng là 24, ngang đá 26.
À, đáy 8 phân, em bán 270k, mã 269 nha chị. 270k, mã 269 ha. Rồi em qua mẫu. Một em màu đen nữa mấy chị, em này thì rất là mới. Độ bóng da nè mấy chị ha. Cái da còn bóng ngời luôn mấy chị. Da dày, da mềm, độ bóng nè, rất là cao luôn. Da còn mới lắm mấy chị ha. Rồi nó không có, em không có thấy nó có vấn đề gì ha, nó chỉ có cái là da nó bị thẳng, không có nha thẳng của kiện thôi. Đó, cái này là không đánh xi nha mấy chị ha. Bản nguyên sơ của nó là vậy luôn nè, em không có sử dụng xi siết gì hết trơn ở đây. Khoen khóa thì màu vàng như vậy này ha, còn rất là đẹp. Dây này là mình đeo vai đeo chéo được anh chị ha, nó còn giảm được tới 4 nấc nữa lần này ha. Cái này là đang đeo chéo nè. Đó, mình hạ xuống đeo vai. Dây là bản 2 phân mấy anh chị, dây rất là dày luôn, còn rất là cứng cáp mà mấy anh chị, có độ bóng nè ha. Dây dính liền mấy anh chị. Độ mới cao nè, cái phen khóa chỗ này nè, cái phần da chỗ này nè, nó đã còn rất là đẹp luôn. Mặt sau là không có ngăn nè ha, cái kiểu người ta viền gì nè mấy anh chị. Ha, cái kiểu người ta viền đây. Rồi cái chỗ này là cái sống nè ha. Rồi dày lắm, cái chỗ này là cái nguyên cái gì mà người ta điện cái gì nó rất là dày luôn. Cái phần nắp túi khoen khóa ở đây nè ha. Rồi có không phải hiểu nó bóng mà không thấy. Bên nắp túi nè, không có mắt cái miệng mấy chị. Có một ngăn ngoài nè ha. Rồi lót giải đẹp lắm. Giải gì đây không biết. Đấy, giải thôi mấy chị mà nó nói chung là cái giải nó còn thẳng thớm đẹp lắm nè. Em thấy nó rất là mới. Đây. Cái hiệu mà nó mờ lắm mà mấy chị. Không thể nào mà nhìn thấy chữ được á. Không thấy được mấy chị. Không ra cố gắng nhìn lắm mà không được. Có một ngăn nhỏ nè. Có một khóa kéo nhỏ ha. Bây giờ một ngăn rồi đây một cái nữa. Bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đó, rất là sạch luôn. À nó dính liền rồi mấy chị ha. Thật ra những cái túi mà người ta làm cái đáy người ta có làm dính vô nhìn cái túi nó gọn ghẽ ha. Ôi, nó sạch lắm mấy anh chị. Em này độ mới là còn em cũng thấy là cũng 90% á mấy anh chị ha. Nó còn rất là đẹp luôn. Góc đây này, đúng là mình nhìn thấy góc này mấy chị, nó không có gì luôn nè, không có trầy khờn, không gì thẳng thớm hết trơn luôn. Nhiều ngăn mấy chị ha. Size cũng đẹp nè, cao 21, ngang 26, đáy 8 phân. Em bán 350k, mã 265. 350k, mã 265 ha. Da còn bóng hới luôn. Một em dù phối. Phối này là da nhưng mà không phải là da thật, da thời trang thấy mấy chị, dập vân xấu ha. Da thời trang phối dù này, độ mới cao, em này của Mỹ. Cái dây cũng là dù hết anh chị, khoen khóa thì còn rất là đẹp nè. Mình còn tăng giảm được để coi. Ồ, em này có thể thấp xuống thôi mấy anh chị, em này đeo vai thôi, không đeo chéo nha, dây vừa lắm rồi. Đang mức đeo vai thôi, hạ xuống nữa thôi chứ còn không có tăng lên nữa. Khoen khóa thì còn rất là đẹp luôn. Đây. Sáng trưng dây liền rồi nè ha. Bản dù, đây, bản dù còn rất là đẹp. Em này của Mỹ. Một khoác sau nè. Ôi giải lót đẹp lắm anh chị, của hiệu hãng hay gì nè. Để coi coi. Rồi có một cái nắp. Bên trong lót giải đẹp lắm anh chị ha. À, ly carbon của Mỹ. Có một khóa nè, khóa này khóa gì đây? IBS gì đó. Một khóa nhỏ nè. Một khóa giữa anh chị. Ôi nó sạch. Khóa thì ngon lành rồi ha. Rồi bên đây là một ngăn, không có cái ngăn nhỏ nào nữa hết trơn ha. Rồi cái phần này á, nó có bị cái đường gì mấy anh chị, nó một bên nè, nó lạ lùng rồi, nó có một bên nè. Đây, đó, nó có một bên nè, màu chỗ này ha. Bên đây thì không có. Rồi đây sạch, rất là sạch luôn, chỉ bị ngay chỗ đó. Nó tại sao vậy. Rồi độ mới em này bề ngoài đẹp lắm anh chị, trừ cái chỗ này ra thì mọi thứ nó hoàn hảo hết trơn luôn. Cái phần nắp nè, còn mấy chị coi cái giải lót nó đẹp nè. Nó mới kèn ha. Size 20, cao 21, ngang 25, đói 8. Em bán 250k, mã 26C mấy chị. 250k, mã 26C. Mới tinh đó mấy chị ha. Rồi, một em này. Em này là của anh. À, đây, hiệu nó đây mấy chị. Dây là bản 1 phân rưỡi, em này là tăng giảm được, đeo vai đeo chéo đều được ha. Cái phen khóa còn rất là đẹp, tín hiệu rất là đẹp luôn.
Da thì có xước sát rồi nè, thấy có xước sát da, có cứng phơm rồi nè, cứng cơ lằn lằn nè mấy chị ha. Da thì dày, da dày độ bóng cũng còn được lắm ha. Đây, tại tuổi có bị trầy, độ mới thì em nghĩ nó 80% trở lại thôi. Đây, có nhân nhân kiện nhân da của độ cái phần gặp túi á, ha. Đây, cái nhân chỗ cái đáy này mấy chị ha. Đó, mà nó độ cái độ bóng nó rất là đẹp. Có hai hai khóa mấy chị. Hai khóa miệng. Bên trong nè, có một cái ngăn này ha, có một cái ngăn, đây có một cái khóa, có một khóa kéo này ha. Rồi hiệu đây mấy anh chị ha, của anh. À, rồi cái phần lót là in hiệu hãng, độ dải lót rất là đẹp mấy anh chị. Là cái ngăn này là đây là một ngăn này ha. Bên đây là cũng vậy nè. Ồ, bên đây cũng y chang như vậy mấy chị, một ngăn thêm một khóa kéo nữa, rất là sạch luôn, thêm một ngăn lớn một ngăn nhỏ nữa. Em này quá trời ngăn luôn mấy chị nha, túi này ngon. Là ở ngoài thì không có ngăn gì hết nha, ở trong thì nó lại rất là nhiều ngăn luôn. Hai khóa kéo, hai khóa kéo miệng ha. Da thì rất là dày chặt rồi nè, đây nó về ha. Rồi cái phần miệng túi cũng rất là đẹp luôn mấy chị, còn ngon lành, khoen khóa còn đẹp. Cao 26, ngang miệng là 29, ngang đáy 26, đáy 10 phân. Em bán 280k, mã 26 ơ mấy chị ha. 280k, mã 26 ơ. Em da thời trang mấy chị, mà nó rất là đẹp ha. Mấy chị nhìn sẽ không không nghĩ đó là da thời trang. Em lúc đầu là em cũng hơi bị nhầm luôn. Đó, nhìn rất là kỹ, phải soi nó mấy chị ha. Cứ tưởng nó là da thật không á. Nó làm rất là đẹp luôn ha. Chỗ này nè, chấm nè, rất là đẹp, cái màu cũng đẹp nữa mấy chị ha. Dây là bản là khoảng 3 phân, 3 phân người ta viền cái màu, màu này màu gì, màu kem hả. Rồi người ta viền cái chỉ là màu nâu. Đeo vai mấy chị ha, khoen khóa thì đồng giả cổ nè. Độ mới em này thì em nghĩ nó cũng 80% thôi mấy chị. Nó có cái những cái đen đen này nè trên đường nè, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Đây nó có đen đen này ha, đó nhìn nó khá là đẹp, độ bóng không có thôi. Da nỉ lì lì mấy chị, nó không có độ bóng. Rồi kiểu thì rất là đẹp luôn á. Cái chỗ này là rút này ha, mà không cái kiểu thôi mấy chị ha, nó cũng thật ra nó cũng không có rút được, cũng buông ra được luôn này ha. Đó, nhưng mà nó kiểu thôi chứ cũng không có rút bao nhiêu. Hai cái ngăn nhỏ nhỏ học này ha, ở trong đây. Rồi không có khóa kéo ngoài ha. Đó, rồi người ta may cái đường này như chằn chám này ha. Đó, may trần trám chứ. Đó, ô ô vậy. Cái túi kiểu thì rất là đẹp. Có một khóa miệng mấy anh chị. À, cũng có hiệu này mấy anh chị ha. Lót vải màu riêu. Màu riêu, có một khóa kéo nhỏ nè. Cũng sạch sẽ, vải thôi. Vải được được, không mỏng lắm đâu ha. Đây, màu riêu đây, cũng cũng sạch sẽ mấy chị ha. Rồi, em này được mấy chị ha. Ở trong nó lại sạch sẽ nha, nó cái vải thì nó cũng không phải là nó mới ken đồ đây nha ha. Nhưng mà nó cũng được, chứ không có bị lấm lem, không có gì. Nó thì của em nghĩ em này thì cũng 80% thôi mấy anh chị. Khoen khóa thì nè, màu màu kem đồng bộ hết trơn này ha. Em rất là đẹp luôn. Size là cao 18, ngang miệng 27, ngang đáy là 33 rưỡi, đáy là 12. Em bán 250k, mã 26X mấy chị. 250k, mã 26X. Rất là đẹp luôn. Một em túi điện thoại. Túi này nhỏ nhỏ mấy chị ha, ngang quá trời luôn ha. Là da thật, da này mỏng thôi. À, dây này là dây bản một phân mấy anh chị ha, dây này có thể rời. Rồi khoen khóa nó đây, cái mặt này là thấy hai ngăn này ha, bên đây hai 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 khóa kéo nữa. Đây góc đây phơm mỏng mấy anh chị ha, da thì mỏng, da thật thôi. Rồi người ta may ô ô như vậy này ha, kiểu à một mặt là ô, mặt đất e chia làm hai. Đó, da nhưng mà da rất là bóng. Có hai ngăn này để em coi coi, khóa kéo ngon lành này ha. Ở trong là lót vải dù mấy anh chị, hai ngăn, một ngăn, hai ngăn riêng nha, hai ngăn. Bên đây là hai ngăn nữa ha. Khóa kéo thì ngon lành này nè ha, khóa kéo đồng bộ hết trơn luôn nha. Một khóa kéo miệng nữa mấy chị. Đây vải, vải dù mỏng mỏng thôi, rất là mỏng rồi ha. Ở trong thì không có ngăn gì nữa hết. Bốn bốn khóa kéo đây ngăn nữa, năm khóa kéo luôn rồi. Khóa kéo thì ngon lành, nó size này điện thoại vô tư mấy anh chị ha. Để coi cái size ngang của nó đi. À, cao là 22, ngang là 19 rưỡi mấy chị.
Nó điện thoại được tất cả các dòng. Em bán 230k, mã 262, 230k, da thật mấy chị ha. Một cái túi da thời trang. Đây. Cái này để coi mình có thể bỏ ra không. Ừ, muốn bỏ bỏ ra thôi mấy chị ha. Da thời trang nha ha. Rồi, kiểu của nó đây. Cũng giống giống như cái túi vừa rồi mấy chị, phơm mỏng. Mặt kia là da thật, em này là da thời trang. À, dây này thì mình tăng giảm được nè ha, dây khá là dài rồi nè đó, khoen khóa thì màu vàng như vậy. Đây cái gói này này nó nguyên mấy chị, nó không có bị mất cái gì hết nha ha. Rồi cái này cũng may ô nè, một ngăn nè, ở trong là lót giả dù, có cái miếng giấy gì đây đó, cái khóa của nó là mình kéo luôn cái này này ha đó, muốn không thích thì bỏ ra. Một khóa kéo miệng nè, khóa cái miệng là cái da nè. Đây rồi có cái miếng vải này, hiệu đây, một ngăn hai ngăn và cũng có một khóa kéo anh chị ha. Đó, cũng đầy đủ chức năng rồi, rộng, điện thoại vô tư, mới ken à đó, nhưng mà là da thời trang không phải là da thật mấy chị nha, mới tinh đó mấy chị. Cao là 25, ngang là 23. Em bán 170k 26M, mã 26M mấy chị, 170k, mã là 26M. Em qua mẫu. Rồi, mẫu em này cũng là em thời da thời trang nữa mấy chị ha. Cái ngăn, cái túi này thì rất là rộng luôn, đựng được nhiều thứ lắm ha. Đây, da thời trang nó có hai ngăn riêng ra như vậy nè ha, có một cái gì chính giữa. Đây, cái chỗ này thì nó cũng nguyên vẹn mấy chị. À, nó có bị mất hết một đây này, mất hết một miếng này rồi ha. Da thời trang, rồi khoen khóa của nó là như vậy đây ha. Bộ đồng bộ của nó này mấy chị, có một cái dây, dây này là mình đeo đeo vai thôi, đeo vai nha mấy chị ha, dây bản xích nhỏ nhỏ thôi, một khóa nè. Đây nó lặn vậy đó, mình nếu mình bỏ động ra là nó mỏng vậy mấy chị, khóa nó lại rất là được, khóa nó là giống như là khóa đôi vậy nè. Rồi đây có một ngăn nhỏ, giải giải nó mỏng, giải màu đen, nói chung là em này cũng mới tinh nè. Cái khóa tua rua. Rồi, bên đây là một ngăn nữa, không có ngăn gì nữa hết. Khóa kéo thì ngon là rồi, chính giữa là nó mình mở ra như vậy nè, bốn cái nút, hai cái nút hít là như vậy nè. Hít thì ngon lành rồi. Đó. Đó mấy chị ha, nó vậy đó. Size là 19, cao ngang 29 mấy chị ha. À, em cũng bán là 170k, mã 26k mấy chị, 26k. 170k ha. Một em màu đen, em này thì size trung. À, dây là mình tăng giảm được này ha, dây bản to, 3 phân hơn mấy chị. Dây bản to, dây liền, da rất là dày ha. Gốc có trầy khờn hơi bị nhiều ngay chỗ này nè, em thấy nè ha. Nó có mày mòn cái da đó, cái mòn cái phần viền này đó. Da dày lắm, độ bóng cũng còn được anh chị ha. Rồi, em này có trầy khờn gốc hơi bị nhiều ha. Rồi cái kiểu của em này đây, rồi cấn cấn rồi cũng có nè mấy chị ha. Đây là có một ngăn này, cái miếng dán đó chị ha. Đây da nó dày lắm, rồi ở trong là lót vải đen. Đó, cái này là dán nha ha. Đây, cái người ta làm cái kiểu vậy ha. Rồi thêm một khóa kéo nè, cái ngăn này nữa nè. Lót vải in hiệu hãng. Ủa sao hai cái đẳng da khác nhau? À giống giống anh chị ha. Bên hông này là có hai cái. À có một thôi mấy anh chị. Ở đây là chỉ có một cái ngăn này thôi, bên kia là không có. Bên hông khóa hông này ha. Ôi. Cái gì vậy? Có sao ngộ. À đúng rồi, người ta làm cái ngăn nó có không phải là mở ra mà đây. Mình không phải là mình mở ra mà mình để đồ liền, mà nó là có một cái nhị nữa nè, riêng đàng hoàng, kín đáo đàng hoàng này mấy chị ha, không có sợ bị rớt đồ. Kỹ làm cái ngăn nó kỹ ghê. Rồi bên đây thì lại là cái ngăn vậy. Đây, rất là dài luôn này ha, từ đây ra đây ha. Có khóa kéo bên đây nữa. Đây, em này cũng nhiều lắm chứ, nhiều ngăn quá trời luôn mấy chị, lót rất là đẹp. Giải bóng hời ha. Một khóa kéo miệng nè. Dây thì là dây liền rồi nè ha, xài bao bền mấy chị. Ôi, đẹp lắm. Lót đá lắm. Một khóa kéo này mấy chị. Giải này dày vô dù, giải dù in hiệu hãng mấy chị, nó lột sột sạch. Đây, à em này cũng của Ý nè mấy anh chị. Đây, Verafel của Ý mấy chị. Hèn chi, thấy nó đẹp.
hèn chi thấy nó đẹp, thấy cái nội ta làm ngăn rồi làm thế kia là thấy nó nhìn nó hơi bị tương tất luôn á, chứ nó không có sơ sài với mấy chị ha. Rồi, cái miệng nó làm vậy đây ha, rồi khoen khỏa thì nó đây nó cũng còn được mấy chị ha, chứ nó không có đẹp, nó không có sẽ dạng ngày sáng rưng rồi ha. Rồi da thì có bị cứng xước rồi nhiều thôi ha, quá trời ngăn. Cao là 27, ngang cũng là 27 luôn. Đáy 11, em bán 300k, mã 263 mấy chị ha. 300k, mã 263 ha. Rồi em qua mẫu. Một em màu đen nữa mấy chị ha. Một em này. Em này da thì nó nhẹ mấy chị ha. Nó dày dày nhưng mà sao nó lại nhẹ. Đó, nó nhẹ cái túi đó. Em này là của Korea. Dây này là bản 1,5 phân. Dây cái bên hông là mấy chị người ta không để mọc. Rồi có miếng điểm vai ha, em này đeo vai đeo chéo đều được nè, tăng giảm. Ủa sao nó hai đầu luôn à, mình tăng giảm tới hai đầu luôn mấy chị. Ủa sao nó lạ ha, hai đầu khóa nè. Rồi có một cái bóp nè mấy chị ha, cái ví nhỏ nhỏ nè. Đây da nó là mấy chị nhìn nè, da thật rồi ha, nhìn cái này là mình biết da thật rồi đó. Nó người ta để mọc luôn nè, chỉ làm cái miếng da thôi, da nó không có dày mà cầm mà nặng tay như những cái dòng da của hàng hàng Âu Ý rồi này kia ha, cầm nó rất là chắc. Bên trong có một này, cái này là một ngang ngoài này ha, lót màu màu nâu mấy chị ha. Em này thì da thì lại cũng cũng được mấy chị ha, trầy khờn cũng ít lắm, nhưng mà em thấy cái dòng da này nó không đẹp thôi, giống như là nó không có rờ, nó không có đã tay rồi này kia, nó không có chắc cú lắm thôi, chứ nó vẫn là da thật ha. Rồi có một khóa kéo miệng nè, đó nó vẫn dày chặt nha mấy anh chị ha, nhưng mà mình sao mình cầm á mình cảm giác nó không có bị nặng trịch. Rồi đúng rồi, của Korea này mấy anh chị ha, một khóa nè, khóa thì ngon lành lắm này ha, lót ở trong lại đẹp, lót ở trong lại rất là mới luôn mấy anh chị. Đây nó rất là sạch luôn, không có đổ lông, không có gì luôn. Rồi giải rất là mới luôn ha, đây nó đẹp luôn ha. Ở bên trong thì lót là giống như chưa sử dụng vậy đó mấy anh chị, nó mới ken vậy đó. Ồ, da em này mềm dữ lắm, dày nhưng mà lại mềm ha, mà không có chắc thôi. Cao là 24, ngang miệng là 33, ngang đáy là 26, đáy là 16. Em bán 270k, mã 266 mấy anh chị ha, 270k. Mã 266, tính ra em này là độ mới cũng cao mấy anh chị ha. Cái phần người ngoài nè, nó xước xát da hình như không thấy mấy anh chị. Chỉ có cái góc mình cảm thấy có vài chỗ nó sờn đây, không, nó không có xước xát da. Đó, độ bóng cũng còn rất là đẹp. Và rồi, em này kết thúc video nha mấy cô chú anh chị. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đón xem và ủng hộ. Dạ, em xin chào.